Ủa mà quà thư hôm nay là có cái hộp này mọi người, để mình mở coi được cái gì các bạn. Một cái gì đây? Ui cái gì đây các bạn ơi? Cái đợt này mình câu được khá nhiều cá xịn luôn các bạn, mình bán chắc cỡ chừng vài đợt đó là lên được 1 triệu thì sao rồi các bạn ơi. Mấy bạn thấy không, hiện tại là cái xe này hơi bị xịn nha, đồ này cũng hơi bị xịn luôn. Hôm nay mình sẽ gọi là tạo mini game tặng cái đồ với cái xe này cho các bạn luôn được không? Ok, hello mọi người nha, lại là mình nè, cây chai 007 đây các bạn. Rồi bây giờ mình trở lại với hành trình gọi là cây chai lên 1 triệu tiền sau nha các bạn. Rồi, thì đầu tiên thì mình vô thẳng vấn đề luôn các bạn, là mình sẽ đi câu cá ở đây nha các bạn. Hôm nay là có sự kiện cập nhật mới đúng không, mình câu thiếu mình sẽ làm vụ cập nhật cho các bạn xem ha. Rồi mình câu đây trước, biển sâu trước nha mọi người nha. A few moments later. Rồi mình câu đủ hình như là 300 con các bạn, để mà mình bán bao nhiêu các bạn ơi. Cái này thì mình câu kiểu như mình câu giấc khuya giấc tối các bạn, thành ra mình không có quay liên tục cho các bạn xem, mình coi được những con cá gì nha các bạn ơi. Rồi đây nè, để coi được con gì đi các bạn ơi. Ui ơi, khá là nhiều cá tím luôn mọi người, lên được một mớ cá tím luôn các bạn. Đó hơi bị ghê nha, để tôi bán thôi đợt này được bao nhiêu tiền sau nha mọi người nha. Cái đợt đầu tiên là để tôi coi có con nào có băng không ta, tôi câu mà tôi quên rồi, gì chém gì vừa câu mà vừa buồn ngủ các bạn. Đợt đầu tiên là được 10.000 các bạn, để coi là thứ hai được bao nhiêu nha. Thứ hai là mình cũng sẽ bỏ mấy con tím này ra luôn các bạn, được thứ hai được 6.000 nè. Và cái đợt thứ ba là hình như là cái đợt cuối cùng đúng không? Để tôi coi mọi người, bỏ mấy con hiếm ra, mấy con hiếm này mốt mình có tiền mọi người mà sẽ bỏ trong cái hồ mình trưng á, rồi trưng cho nó đẹp nha. Đó thì đợt thứ ba được 1.000 mấy nè, đợt thứ tư là được nhiêu ta? Còn khoảng 10 mấy con nữa thôi, rồi được 300 nữa các bạn. Đó thì đây là cái đợt câu cá ở biển sâu của mình nha mọi người, thì mình câu được lên được 50k rồi các bạn. Yeah. Ok nha. Rồi cái đợt thứ hai này các bạn, mình sẽ câu trong cabin các bạn, mình câu trong cái chỗ mà bí hiểm không mình chỉ cho các bạn đó. Thì không biết là trong cabin là câu có cày tiền nhiều cái hơn là cái biển sâu không các bạn. Biển sâu là mình tính câu lên cái băng rồi mình quay với bạn xem luôn, nhưng mà không lên, thành ra mình không có quay các bạn ơi. Rồi bây giờ mình chui vô đây nha. Đó các bạn chạy góc này, mấy bạn lách qua lách lại là hồi nó vô nha mọi người nha. Đó vô rồi nè các bạn. Đó thì không có mấy bạn sai lầm mà ở clip kia mình chỉ là các bạn nhảy xuống như này luôn nè, chỗ đó là sai nha. Chỗ đó là sai nha mọi người, các bạn phải đi qua bên đây nha các bạn. Đó đi qua đây. Rồi rớt xuống đây bạn lại vô gần cục đá đằng kia bạn câu mới được nha mọi người nhé. Ở bên kia là các bạn rớt xuống dưới luôn đó. Rồi lại đây nha, rồi nhắm cái này mọi người. Mình câu trong đây thì có những cá bóng bốn rồi cá bạch tạng cái kiểu các bạn ghìa, để coi mình có câu được hay không nha. 2 hours later. Rồi mà nó đủ 300 con nữa các bạn. Trời ơi các bạn xem video các bạn thấy ma vậy chứ, mình câu lâu lắm các bạn ơi. Câu đó khoảng mấy tiếng đồng hồ mới được 300 con á. Quái trưởng thật sự luôn. Nè cho bạn coi nè, đó 300 mình nha mọi người nha. Thì tôi thấy là hình như mình thấy là bên cho cái cam bên các bạn là mình kiểu như kiếm tiền nó sẽ nhiều hơn á. Các bạn thấy không? Hiện tại là mình đang 54k nha. Coi đây bán được bao nhiêu các bạn nha. Đó thì mình cũng được kha khá những cái con tím các bạn, đây những con kỳ cùi nha. Đó chẳng hạn như những con gọi là cái gì, cái con trắng là cá trắng này mọi người. Đó ok chưa? Hay bị nhiều nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mấy cá trắng cho mình bán mấy cá cùi nha mọi người nhé. Để coi đợt này mình bán được bao nhiêu tiền nha các bạn ơi. Rồi bán luôn nha. Ồ cá này cá xanh thì bị nhiều, cá xanh bị xịn á. Ấy. Chút xíu nó là bán luôn hai con cá trắng rồi các bạn. Hai con bốn cá trắng xíu nó bán luôn rồi, bán luôn nè, 11k, 12k nha mọi người. Đợt đầu tiên là mình được 12k nè. Rồi đợt tiếp theo trong cái đợt này là cái gì đây? Là bao nhiêu đây? Sẽ bỏ những con này ra, những con này chắc sắp tới mình mua cái hồ mình bỏ vô các bạn, chứ mỗi lần bấm như vậy nó lâu quá. Đúng. Đợt này được 7.600 nha mọi người. Rồi bán luôn nha. Rồi đợt cuối cùng mọi người, đợt cuối cùng của cái đợt này mọi người ơi. Rồi đợt cuối cùng của cái đợt này có bán được bao nhiêu nha? Hiện tại là mình được 73k rồi các bạn ơi. 73k rồi. Bây giờ mình bấm gì nha, cho mình dồn những con tím lên trên các bạn, để mình bấm nhầm là bán luôn á. Rồi để tôi quen đưa coi mấy này nha. Rồi mình sẽ bán luôn, đợt này được 1.900 nữa nha mọi người nha. Rồi vậy thì là tổng tiền mình hiện tại là mình đang có là bao nhiêu ta, ở còn nữa hả, sao nhiều vậy? Hiện tại là mình đang 76k rồi các bạn, 75k rồi. Hết cái này là được 76 không ta? 76 rồi, lên được 76k luôn các bạn. Đó thì cái đợt hai mình từ 50k lên 76k, vậy là được 26k đó nha các bạn ơi. Bây giờ câu cá chán rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đi bắt bọ mọi người. Sẵn đi bắt bọ mình sẽ đi bắt sao luôn các bạn. Đây bắt sao mình sẽ chế tạo những cái này mọi người. Đây các bạn đã biết chỗ này chưa, ở đây các bạn, ở đây mình thấy có một chiếc xe máy bay đồ chơi nè, mà cái này là mình nhấp vô, nó không phải là vật phẩm trang trí trong nhà mọi người, thì không biết nó chơi như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi làm cái này nha mọi người. Okay. Mình nghĩ cái chỗ mà vừa có cái sao nè các bạn, vừa có cái gọi là cái cành cây thì ở trong cabin là hợp lý nhất các bạn ơi. Nhưng mà mình gặp cái con thằng lằn gì nữa các bạn, thằng lằn này bên nít này chưa có nha, thằng lằn lữ xanh nè các bạn ơi, con này hiếm nha. Wow, để mình bắt con này cái các bạn ơi, để mình bắt con này cái nha. Ồ, được cái nha. mới vào cabin nó gặp được con hiếm rồi, ngon nha mọi người, ngon nha. Lắm nè. Đây, con new nha mọi người, new nha. Wow, nè, lượm một cành cây nè các bạn. Đó, rồi việc còn lại của mình là mình chỉ cần đi bắt sao thôi, chứ làm gì nữa giờ mọi người, để tôi kiếm sao nha các bạn. Thì cái quặng, sao nè. Mấy bạn ơi, cái này, mấy bạn theo mấy bạn thì cái này là điểm cao nhất là bao nhiêu nha.
Các bạn nào biết các bạn comment bên dưới giùm mình là cái điểm của trong cái ngôi sao này các bạn nó cao nhất là bao nhiêu vậy các bạn ơi? Ủa sao khó bắt vậy? Gì vậy? Ủa là sao? Sao khó bắt vậy các bạn? Ấy à, được rồi nè. Được nhiêu đây? Ồ, được 10 sao, gì là mình còn thiếu 15 sao đó bạn, mình kiếm 15 sao. Ấy có còn một ngựa nữa nè. Ý, tính ra chỗ này sao hiếm, con hiếm nhiều vậy? Ồ, chưa gì gặp hai con Luxury rồi các bạn. Ồ, để tôi bắt con này nha. Bỏ ngựa về đây các bạn ơi. Bỏ ngựa lá rụng à. À, ok, được đấy, đỉnh đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp nha bạn, kiếm thêm một ngôi sao đó các bạn. Kiếm 15 ngôi sao nữa chứ. Ở lộn 15 cái điểm ngôi sao chứ không phải 15 ngôi sao nha các bạn. Được chưa? Mỗi đứa chết tôi vừa rồi. Kìa, tôi thấy rồi nha. À, mày không thoát được đâu con trai. To be continue nè, đó. Thì nó nhớ cái lụm liền, chốt kinh nghiệm rồi. 15, ủa gì là mình đủ á? Ờ, đủ đúng không mọi người? Đủ đúng không? Không, bây giờ mình để mình bắt thêm tí nữa rồi để cho chắc ăn nha mày. Để mất công, thiếu mất công vậy về bệnh nữa. Bây giờ mình sẽ bắt thêm những con này đi các bạn. À, đây rồi. Nghe nói là có ngôi sao phát sáng đúng không các bạn? Nghe nói là có ngôi sao phát sáng đúng không? Ngôi sao phát sáng hình như 500 xu hay sao luôn á. Để mình cố gắng mình kiếm một ngôi sao phát sáng mình bắt thử cho bạn xem nha. Bây giờ mình lượm wasabi luôn các bạn. Hồi nãy là mình thấy là có một chiếc xe kia đổi bằng hình như 10 hay 15 cái wasabi gì đó các bạn. Giờ mình lượm luôn nha. Để mai mốt các bạn tranh giành nha, bạn lượm đi. Được, lượm trước cho chắc ăn nha mọi người. Ở đây chỉ có hai cái luôn, lượm đúng không? Lượm nè, đó, ngon lành liền. Để dành các bạn đổi xe nha. Hình như cái kia cần tới 6.500 điểm ngôi sao rồi các bạn, hơi bị nhiều nha. Rồi để mình chế tạo thử chiếc xe đó coi như thế nào nha mọi người. Chiếc xe đó đây nè, ở chiếc máy bay chứ. Rồi 5 phút đúng không? 5 phút mình sẽ dùng một kim cương đi mọi người. Đây, dùng một kim cương nha. Rồi. Máy bay đồ chơi nào mọi người, để tôi coi cái này sao các bạn. Cái này chơi sao nữa ta? Thử coi mọi người, cái này là cái nội thất trong nhà hay là trong cái túi ta? Không, cái này là trong cái túi nha. Còn cái này chơi sao? À, là cầm đi gì thôi hả? Ủa, là sao vậy mọi người? Tức là cầm cái máy bay rồi chạy gì thôi hả? Chứ không có phóng đi được. Tôi tưởng là phóng như máy bay ship giấy vậy mọi người. Tôi tưởng vậy. Mà không phải các bạn. Cái gì vậy? Là đổi cái máy bay là cầm như ta gì thôi hả? Anh chịu rồi. Ở đây mọi người thì mình chuyển qua chính rồi các bạn ha. Thì kế bên là có Benny lưu hoài 25 các bạn. Thì sẵn đây mình cho bạn test coi cái gói này luôn các bạn. Đây cái gói mình mới mua các bạn. Đó là một 10 kim cương nè. Một cái đồ bé hoàng cánh gì, hoàng đế chim cánh cụt cộng với một cái xe trượt tuyết nha mọi người. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn xem nha. Đó thì mấy bạn thấy biết sơ sơ là biết mini game hôm nay chắc chắn là cái đó đó mọi người ơi. Rồi đây các bạn. Ồ, cái anh kia đâu ta? Anh kia đâu rồi? Để tôi coi anh kia coi cái mọi người. Để tôi báo anh kia các bạn ơi. Đây khoái liền như vậy. Đấy khoái liền như vậy. Đấy mọi người, thì gói chim cánh cụt khá là dễ thương luôn các bạn. Khá là cute luôn. Cái này là chỉnh nhân vật nhỏ là mới leo lên được ha các bạn. Ồ, in. Có ai đi chung không? Ai đi chung không? Cho hoa, có vàng, hoa vàng, hoa vàng nè, cho hoa vàng nè. Dẻo về trời, chỉ về trời đó các bạn thấy không? Thì cái trang phục này hơi bị xịn các bạn. Để mình coi chiếc xe này gọi là tốc độ nó bao nhiêu nha mọi người nhé. Thì xe này tốc độ đó là 4, ăn tốc là 5.5 các bạn. Thì độ 6 chỗ luôn nha mọi người. Tức là mình chở được 6 người các bạn. Đây, ở đây mình chở được 3 người nè. Đó. Rồi, thấy xịn chưa? Anh kia anh đang quay clip hay sao mọi người? Anh cho anh đi ké luôn các bạn. Rồi. Bây giờ các bạn thì mấy bạn thấy không? Hiện tại là cái xe này hơi bị xịn nha. Đồ này cũng hơi bị xịn luôn. Hôm nay mình sẽ gọi là tạo mini game tặng cái đồ với cái xe này cho các bạn luôn, được không? Ok. Được không các bạn? Được không? Được, ok không? Bây giờ như thế này ha. Thì để tham gia cái mini game bên mình thì bây giờ sẽ làm như thế này nha. Ok, để tham gia cái mini game bên mình các bạn thì bước 1 các bạn á, bạn vô trên trong cái trang kênh của mình ha, bạn kéo xuống như này bạn. Các bạn thấy là kênh của Toàn Yolo không, các bạn nhấp vô đây cái kênh mình mới tạo các bạn. Ở đây là cái kênh này mình tạo, sắp tới là mình sẽ quay game với lại bộ tiên các bạn. Thế có thể là quay game gì đó khác các bạn, kiểu như yêu cầu quay game nào thì quay game đó các bạn nha ha. Nên các bạn bước 1 là các bạn đăng ký kênh, nhấn cái chuông video này nha mọi người nhé. Thì nay mai mình sẽ đăng video bên kênh này luôn cho mọi người xem nha. Rồi bước thứ hai là các bạn để lại cái tên của bạn là cộng với cái ID gì mình nha mọi người. Phải có ID gì mới tặng quà được nha các bạn. Đang nhớ là phải có ID dưới này nha, có tên với ID luôn nha các bạn. Rồi cứ bước thứ ba là các bạn gọi là sao ta, gọi là nhớ là like video này, đăng ký kênh và nhấn cái chuông video này nha mọi người, đừng quên nha. Rồi cái bước thứ ba thì các bạn comment đơn giản thôi, là các bạn nhận cái gói đó thì các bạn kiểu như comment gì cũng được cho mọi người vậy ha. Cái gói đồ này nó khá là cute luôn các bạn, cái tay nó nằm ở đây luôn các bạn, nó không có dơ lên được các bạn. Đây mình dùng hành động này nè, đó, nó không có dơ được nha, nhưng mà nó vẫn cầm cái dạp được nè các bạn ơi. Hay để mình bắt thử một con các bạn, để mình kiếm thử một con côn trùng mình bắt thử như thế nào vậy, con bướm nè. Để tôi bắt thử nha mọi người. Nếu mà tôi đè như thế này mọi người là nó cũng nó không thấy cái tay nó mọi người ơi, nó không thấy cái, nó không có cầm luôn á, mà nó cầm không biết nó cầm như thế nào luôn mà nó bắt được nè các bạn.
là sao vậy ta, ai đã tìm kiếm dương khí khác tôi cầm thử rồi các bạn. À, chẳng hạn như tôi cầm cái này đi mọi người, tôi cầm cái này nè, đó. Hey, cho ta lên. Ủa là sao vậy trời? Ủa sao cái này nó tự ở trong bụng đi ra các bạn, nó không có cầm ngay cái tay các bạn. Ủa là sao vậy? Ủa sao ảo ma vô tri với các bạn? Ủa là sao vậy trời? Rồi, thì bây giờ các bạn thì cái ngoài cái cách mà tham gia mini game của mình ra thì cái gói này các bạn, cái gói này hiện tại là bán với giá là cái bộ đồ thôi nha. Bộ đồ bán với giá là 9 thỏi vàng. Thì bây giờ hiện tại các bạn thì bây giờ muốn kiếm thỏi vàng không? Mình chỉ cho các bạn nha. Thì mình qua tới khu trung tâm các bạn để coi mình ngày hôm nay mình nhận được cái gì các bạn. Ngày hôm nay là cái ngày thứ 14 các bạn, thì mình nhận được cái gì ta? Để mình coi thử các bạn, mấy bạn bu khá là đông luôn nè. Đó, thì là chỗ này nha. Ngày 14 mình được cái gì các bạn ơi? Cái gì được một nhét combo nè. Ok. Vậy là 11 mình sẽ mở cái hộp mới là được đó nghe các bạn ơi. Rồi. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là mình cho các bạn lên TV nha. Ngày hôm sau mình sẽ tới chế những bộ đồ đó, xong rồi tìm cách được cái chỗ nào mà ra hay xuất hiện những ngôi sao nhiều cho các bạn bắt ha. Ok ha. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là vô các bạn lên TV ha. Đi thôi. Ủa mà quà thư hôm nay là có cái hộp này mọi người, để mình mở coi được cái gì các bạn. Một cái gì đây? Ui, cái gì đây các bạn ơi? Ui, cái hộp vừa cái nón à, cái mũ mà xinh vậy. Mũ chớp ông già Noel hả? Trời đất ơi, cái mũ xinh dữ người ta. Vô, hello các bạn nha. Rồi lên TV các bạn ơi, rồi lên TV nha. Mình sẽ lên bên này đi mọi người, lên bên này trước nha. Mình lúc nào mình ưu tiên bên kia, mình giờ mình ưu tiên bên này nha. Bên này là bạn Ngọc Mai nè, bạn LBL nè ha, bạn cua Angel à, cua Angel dữ vậy sao? Đổ đồ rồi, ok. Bạn Tường Vi nè, bạn Cam nè ha, vậy. Bạn Thúy Anh nè, bạn Hồng Cute nè, bạn Mèo nè ha, bạn Conan nè, đó. Rồi bên này là có bạn Sứa, con Sứa Play nè, bạn Hello nè, bạn Đạt nè, Khứa chủ nhà đâu rồi, 50 cái vậy. Bạn Sòi Cute nè, bạn Dori nè, bạn Nguyên B Play nè, đó. Rồi bạn Thế Khôi mọi người nha. Rồi qua bên đây thì có là ai đây, bên đây là cô Du Ngọc Bích nè, bạn Cao Cao nè, bạn Muzan nè, bạn Gian Phan Luân Báo nè, đó. Bạn Su nè, ai nữa ta, bạn Trăng, bạn Conan Yolo nè, bạn Hero Thư nè, dữ vậy sao, có cái râu trên đầu luôn à. Mãi kéo anh là sao em, mãi kéo là cái gì ạ? Bạn Sushi Sữa nè ha, bạn Phan Zivo Wabensi Rise gì nè mọi người. Bạn Mèo Trắng nè, bạn Phúc Yolo nè, nhớ đăng ký kênh nha các bạn ơi. Bạn Đạt nè mọi người, bạn Nguyên Play nè, bạn gì đây? Bên đây là có bạn Bích Trâm nè, bạn Máy nè, bạn Conan Yolo nè mọi người. Bên này thì có bạn Thanh nè, bạn Đệ Nhất nè, bạn Cai A nè, bạn Sâu Long Báo nè ha. Bạn Lily nè, bạn Kho Tiêu hả, bạn Bé Lợn. Rồi nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Đúng rồi, bạn Kenji nha, bạn Con Sứa nè, bạn Bé Dịch nè, No nè, bạn gì, bạn Hoàng Nổ nè, bạn Conan nè, cái kính của JT, bạn Mèo Trắng, bạn Phúc Yolo nè mọi người nha, bạn Cao Cao nè, bạn Đại Su. Rồi dưới này là bạn Trăng nữa nè. Rồi xong rồi tới là bạn Như nè, bạn Hello, bạn Rin nha mọi người. Ok các bạn thì lên TV xong rồi đó nha. Bạn nào muốn lên TV thì vào nhà vào lúc 13 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật nha mọi người nha. Rồi bạn nào muốn kết bạn thì mình đăng video thường thường là khoảng 19 giờ tối đó, các bạn lên comment sớm nhất để được mình kết bạn nha. Hồi chút xíu nó quên trả kèo cho các bạn, rồi quên trả kèo chắc bị la quá. Rồi bây giờ mình sẽ trả kèo các bạn nha. Rồi thì đầu tiên là cái medium kết bạn thì bạn comment sớm nhất là bạn Dori nha mọi người nha. Chúc mừng bạn Dori nè. Trên là có bạn Thanh nè, bạn Tuấn nè, bạn Văn nè, thì bạn này có mấy bạn này trễ hơn mấy bạn này chút xíu nha, lần sau comment sớm hơn xíu nha mọi người nha, cố gắng nha. Rồi mình đã gửi lời các bạn nha các bạn nha. Rồi tiếp theo là mình chọn một bạn may mắn nhận 16 thỏi vàng nha mọi người. Bạn may mắn chúng ta ngày hôm nay sẽ là ai đây các bạn ơi? Rồi ok, chúc mừng bạn Như Thần may mắn các bạn, rồi mình sẽ tặng cho bạn 16 thỏi vàng nha. Rồi nhưng mà các bạn ơi, bạn này vẫn đưa ID sai các bạn, mình không có tìm được cái tên, thành ra là mình không tặng được nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ chọn một bạn khác nha. Các bạn lần sau lưu ý nha, đưa ID nhớ phải đúng nha mọi người. Chúc mừng bạn gì đây? Phi giao hộp à? Không em ơi, cái video này anh tặng em 16 thỏi vàng mà, chứ đâu có tặng cái gói màu xanh gì đâu ta. Mấy bạn xem video mấy bạn lướt rồi đúng không? Trong video kêu tặng 16 thỏi vàng mà mấy ông coi video trước cái gì á, mấy ông không có đọc comment, không có nghe xem video chân, buồn quá buồn mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ tặng em bạn này 16 thỏi vàng nha. Rồi mình đã tặng cho bạn 16 thỏi vàng thành công nha mọi người nha. Thì cái game video này của mình á, thì là cái gói này các bạn, hồi nãy mình có nói đầu video rồi nha mọi người nha. Thì để tham gia cái video mình thì nãy mình có phổ biến rồi đó. Thì giờ thì chắc lẽ hẹn gặp lại các bạn video sau nha. Bye bye. Bye bye. Ở này đều có này đẹp quá trời đẹp luôn mọi người ơi.